Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Dân ta phải biết luật ta do luật sư văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc đảm nhận. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ làm một cái video tặng quý vị và các bạn có tên là Người khởi kiện hợp đồng vay tiền. Thưa quý vị và các bạn, khởi kiện hợp đồng vay tiền là một trong những cái khởi kiện mà phổ biến nhất trong cái hàng loạt cái việc khởi kiện ở tòa. Thật ra thì tôi không có ý định là cổ vũ cho cái tinh thần khởi kiện. Tuy nhiên, vì là cái thông điệp là dân ta phải biết luật ta, cho nên tôi cho rằng bất cứ một cái người nào đó khi thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp thì không thể thỏa thuận được thì họ sẽ khởi kiện tại tòa án. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của tôi là như thế này. Có một vị khách hàng họ bảo rằng là do mối quan hệ quen biết thì một cái ông A đó ông vay với số tiền là 500 triệu và thời hạn ghi rõ trong cái hợp đồng vay tiền là thời hạn là 1 năm và lãi suất là 4%. Và khi mà hai bên giao nhận thì đã trừ trước 3 tháng tiền lãi. Để cái đảm bảo cái nghĩa vụ để cho ông A đó thì ông A có đem một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tên vợ và chồng để thế chấp. Tuy nhiên là một cái thời gian sau đó thì ông A ông lại đến thương lượng với người khách hàng của tôi. Ông bảo rằng là bây giờ vấn đề là mỗi chỗ là bà vợ tôi bà mất rồi. Và để mà mất như vậy thì thôi để tôi làm lại giấy tờ. Sau khi tôi làm lại giấy tờ thì tôi lại đem thế chấp ngược lại cho ông. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện nó phát sinh từ đây. Thì kể từ khi mà ông A ông lấy lại bản chính của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nó là cái vật, nó là cái tài sản để đảm bảo cái nghĩa vụ trả nợ. Mà khi mà khách hàng của tôi đưa lại cho ông thì kể từ đó đến nay là cũng kéo dài cũng hơn vài tháng rồi. Thứ nhất là tiền lãi không trả, tiền gốc thì cũng không, và tắt máy điện thoại. Thưa quý vị và các bạn, ông khách hàng ông bảo với tôi rằng là liệu có rủi ro trong trường hợp này hay không. Tôi bảo với ông rủi ro quá đi chứ, khi ông cho người ta vay, ông có tài sản thế chấp, tới thời điểm này không còn tài sản thế chấp nữa, chuyện gì xảy ra thì anh biết rồi. Tuy nhiên là tôi cho rằng là tôi có động viên anh rằng cần thiết phải khởi kiện sớm để mình tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Hôm nay thì luật sư văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc sẽ nói về cái nội dung cho quý vị và các bạn. Thứ nhất là sự chậm cái thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, cái người bị kiện, cái người mà vay đang ở một cái huyện của tỉnh Long An, cho nên hiện tại họ đang cư trú và rất là may mắn trong trường hợp này là trùng với hộ khẩu. Cho nên tôi có nói với anh rằng là bây giờ là thẩm quyền là tòa án của một huyện tỉnh Long An. Anh bảo tôi rằng là chị biết không, tại vì tôi là tôi giao tiền ở thành phố Hồ Chí Minh mà tôi nhà tôi thì tôi ở Bình Dương. Thưa quý vị và các bạn phải xác định được trong trường hợp tranh chấp hợp đồng vay tiền thì nơi mà xác lập hợp đồng, cái nơi mà thường trú, nơi cư trú của cái người vay đó, họ không trả thì mình kiện tại đó. Tôi có một cái vụ tranh chấp cũng giống như vậy đó quý vị và các bạn. Ông này thì hai người bạn lên thành phố Hồ Chí Minh và làm cái bạn bè trong cái quá trình mà họ bảo rằng cho họ vay đi, họ mở công ty. Ban đầu thì lãi suất cũng rất là đầy đủ, tuy nhiên sau này thì lại không trả được. Và cuối cùng thì anh này ảnh nhà ở quận 3, cho nên tôi đã hướng dẫn cái người cho vay đó là phải khởi kiện tại tòa án quận 3, nơi cư trú của anh này. Đặc biệt trong trường hợp tranh chấp hợp đồng vay tiền thì chúng ta sẽ xác định cái hộ khẩu thường trú, cái nơi mà họ đang cư trú để xác định chọn cái thẩm quyền mà tòa án, nếu trong trường hợp là không có yếu tố nước ngoài thì thường là thẩm quyền của tòa án nhân dân quận huyện, nha quý vị và các bạn. Cái thứ hai là đơn khởi kiện.
Thì tôi nhớ có một cái lần nào đó tôi có làm chi phí của một cái vụ kiện dân sự, thì tôi cho rằng trong cái chi phí này thì chúng ta sẽ có những cái trong cái tranh chấp hợp đồng vay tiền này thì chúng ta sẽ có những cái chi phí. Thứ nhất là cái chi phí soạn đơn của luật sư, hoặc là mình tự đến một cái tòa tòa mà nơi mà bị đơn cư trú đó, mình xin cái mẫu và mình về mình điền lại. Cái thứ hai nữa là cái chi phí cho việc tạo ứng án phí. Chi phí này dễ thôi quý vị và các bạn. Tôi cho rằng là cái pháp lệnh án phí nó rất là rõ. Trong trường hợp là 500 triệu thì mình đóng khoảng 2,5% của 500 triệu. Và trong cái quá trình đi, nếu như trong trường hợp mình có nhờ luật sư thì thêm một cái phần phí. Còn nếu như trong trường hợp không có nhờ luật sư thì mình tự đi, thì mình sẽ đến tòa với một cái tư cách là nguyên đơn khởi kiện. Vậy thì vấn đề nữa là quý vị phải biết rằng trình bày cái đơn khởi kiện thế nào. Đó là vấn đề hôm nay luật sư muốn gửi cái thông điệp cho quý vị và các bạn. Trong cái đơn khởi kiện và cũng như trong tất cả cái đơn khởi kiện, không chỉ là hợp đồng vay tiền, hợp đồng thừa kế, thì chúng ta sẽ ghi là đơn khởi kiện. Thứ hai là tòa án nơi chúng ta chọn, thẩm quyền bây giờ là nơi cư trú của người mà cho vay không trả. Nguyên đơn là mình. Thì trong trường hợp nguyên đơn như vậy, có thể mình là vợ và chồng, cũng có thể rằng là mình chỉ là một cái cá nhân một mình thôi. Và bị đơn là cái người đó, cái người cho vay, cái người là gọi là bị đơn là cái người mà mình cho họ vay tiền mà không trả. Còn trong cái nội dung khởi kiện thì mình dễ thôi quý vị và các bạn. Bạn có thể ghi rất là đơn giản là do cái mối quan hệ gia đình, bà con, bạn bè như thế nào đó bắt cầu qua những cái mối quan hệ và nhận thấy rằng cái việc cho vay và đảm bảo cái nghĩa vụ bằng cái thế chấp cái quyền sử dụng đất thì chúng tôi cho vay, thì trong đó mình sẽ trình bày được vay như vậy số tiền gốc là bao nhiêu và các bên thỏa thuận vay thời hạn là bao lâu và lãi suất là bao nhiêu. Đơn giản vô cùng, đặc biệt trong trường hợp hợp đồng vay tiền thì chúng ta sẽ rất là dễ để mà làm lên một cái đơn khởi kiện. Thưa quý vị và các bạn, những cái yếu tố của cái đơn khởi kiện, thứ nhất là mình trình bày lý do tại sao đưa đến cái việc mà giữa mình, giữa cái nguyên đơn này và ông A xác lập một cái hợp đồng vay tiền. Ông bảo rằng ông vay ông để kinh doanh, hay là ông vay là ông để cho con đi du học nước ngoài, hay là ông bảo là ông vay để ông chăn nuôi phát triển kinh tế, hay là ông vay để ông làm kinh doanh nhà xưởng, hay là ông bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Và ông đã có trả cho mình cái lãi suất chưa? Riêng trong cái trường hợp tranh chấp hợp đồng vay tiền thì các bạn phải biết được rằng cái thời hạn do các hai bên thỏa thuận rất là rõ. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận là 1 năm, ví dụ như bây giờ tôi nói rằng là bây giờ ông khách hàng của tôi ông cho người ta vay cái thời hạn 1 năm, thời điểm được tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2018. Tuy nhiên là hôm nay mới có là 25 tháng 12 năm 2018 thì rõ ràng chưa hết thời hạn. Cho nên nếu trong trường hợp mình muốn đòi lại cái số tiền vay này thì mình phải có một cái văn bản thông báo. Và quý vị và các bạn biết rồi, cái đơn khởi kiện sau khi mình trình bày thì mình sẽ nói lên cái ý chí của mình. Bây giờ tôi cho ông vay, tôi cho đến bây giờ lãi cũng không thấy mà gốc cũng không có. Bây giờ ông tắt máy, ông off điện thoại. Bây giờ tôi không thể thỏa thuận được với cái phía bên kia, cho nên tôi yêu cầu tòa án buộc cái phía ông A đó phải có nghĩa vụ trả cho tôi, thứ nhất tiền gốc, thứ hai tiền lãi. Tiền lãi này tương ứng đến cái thời điểm xét xử. Vậy nha quý vị và các bạn, trong cái hợp đồng vay tiền rất là đơn giản. Tuy nhiên nói là đơn giản nhưng mà nếu trong trường hợp quý vị và các bạn có xem cái video này và mình đang trong cái trường hợp mình cho người ta vay tiền mà mình không có gọi là
không có nhờ được luật sư. Mà như vậy thì các bạn có thể xem lại cái video này một lần, hai lần, năm lần, và quý vị và các bạn sẽ lên được một cái đơn khởi kiện theo cái ý chí và nguyện vọng của mình, để mình tự mình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Xin tóm lại, trong cái hồ sơ làm cái đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng vay tiền là như thế này. Thứ nhất, các bạn phải chọn cho tôi được thẩm quyền nơi bị đơn cư trú. Thứ hai, trong cái đơn khởi kiện các bạn phải nêu bật được vấn đề là tôi có cho ông A vay cái số tiền, và vay như vậy thì các bên có làm một cái hợp đồng, có một cái tờ giấy, thậm chí có một cái đoạn ghi âm. Và trong cái quá trình đó chúng ta sẽ trình bày cái diễn biến, cái tiến độ giao nhận tiền của hai bên, giao ở đâu, giao như thế nào, tiền mặt chuyển khoản. Và các bên thỏa thuận đến thời điểm trả nợ rồi nhưng mà phía bên kia vẫn không có thiện chí, hoặc là bên kia bỏ trốn tại địa phương hoặc như thế nào đó. Và bây giờ mình rút lại yêu cầu là tôi yêu cầu tòa án. Tòa án, cái tòa án mà mình chọn buộc ông A phải có nghĩa vụ trả cho tôi số tiền gốc. Nếu trong trường hợp mình yêu cầu lại thì có lại, còn nếu như trong trường hợp không yêu cầu lại thì thôi. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn những video của tôi mang tính chất cá nhân cũng mong muốn trải những cái cơ hội nghề nghiệp đến cho quý vị và các bạn. Và tôi cho rằng là cái việc tranh chấp hợp đồng vay tiền là một cái tranh chấp mà phổ biến, bình thường trong đời sống xã hội, mà chúng ta cần phải